Chào các bạn, gần đây thì trên mạng rất nhiều quảng cáo về những cái cây hồng mà gốc to kiểu như là cây chi tàu ấy. Hôm nay mình quay đích mục sở thị nha. Chào các bạn, mình đang đứng giữa một cái vườn hồng cổ tàu gọi là, mà trên mạng hay quảng cáo là dáng chi gốc to cổ tàu. Tàu thân to đùng này, nhưng mà nói chung mình đã quan sát thì đây là nó là hồng ghép, hồng ghép từ một cái thân to và nó ghép lên. Thân chính nó thì bị cắt. Đây, các bạn có thể thấy cái thân chính nó bị cắt. Thân chính nó bị cắt, nó ghép mắt lên. Hôm nay trời nắng quá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ và để được cập nhật video thường xuyên. Xin cảm ơn các bạn. Gốc được nhập về rất to. Trồng thế nào gốc to thế này.